75 á. Khi năm 30 tư 75 á, những người này là tự tử. Sinh với tướng, tử với thần. Nhất định không hàng giặc. Hay về núi mình nè, đã chọn cái chết quy dũng để đáp đền nợ nước. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, sinh năm 1927, chết năm 1975. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, sinh năm 1927, chết năm 1975. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, sinh năm 1933, chết năm 1975. Chuẩn tướng Trần Văn Hai, sinh năm 1925, chết năm 1975. Chuẩn tướng Lê Nguyên Dĩ, sinh năm 1933, chết năm 1975. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, ở chỗ quê sư phụ á, Cẩn, chết năm 1933, sinh năm 1933, chết năm 1975. Trung tá Nguyễn Văn Long, sinh năm 1919, chết năm 1975. Ok, rồi mấy bác nói ông này là ông làm chức vụ gì? Tư lệnh quân đoàn 4. Tư lệnh quân đoàn 4 là tỉnh nào? Ở là ba má tỉnh Long An, Cần Thơ, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên. Nguyễn Hoa Nam, ông gốc người gì? Ông người Huế. Người Huế. Thiếu tướng Nguyễn Hoa Nam gốc người Huế. Tư lệnh quân đoàn 4, tư lệnh là coi hết các tướng. Coi hết là 6 tỉnh. 6 tỉnh á? À? Ồ, chết là phải. Cho lính là... tướng là phải chết làm để được hành thần. Ông này ông biết sát phàm vô thường á. Rồi thiếu tướng Nguyễn Văn Phú, ông làm gì? Phạm Văn Phú là tư lệnh quân đoàn 2. Tư lệnh quân đoàn 2. Coi các tỉnh là Quảng Ngãi, qua Bình Định, Phú Yên, Công Tâm, Pleiku, Ban Mê Thuột. Ông ốm mà vậy ta? Trong ngoài đó. Giống anh học luôn à. Tư lệnh quân đoàn 2 phải không? Tư lệnh không phải không? Tư lệnh quân 2, chuẩn tướng Lê Văn Hưng. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng. Tư lệnh phó sư quân đoàn 4, tức là phó của ông phó Nam của ông này không? À. Tức là ông này đi là ông này cũng buồn đi theo phải không? Hai ông xuống dưới nhâm nhi, hai ly rượu đế, hà nhĩ mà vui hơn á. Ok, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, phó quân đoàn 4. Chuẩn tướng Trần Văn Hai là sao? Là ông nguyên là tư lệnh cảnh sát quốc gia, sau đó ông về ông coi lại sư đoàn 21. Tư lệnh cảnh sát quốc gia? À, về tức ông là tư lệnh. Là boss, thấy ông Bình đó là... Ông là boss của ông bố. À, boss hả, boss hả? Đúng không? Ông là đại tá cảnh sát. Ờ. À. Ông này là tư lệnh. Tư lệnh. Tư lệnh cảnh sát. Ờ. À. Sau về sư là tư lệnh sư đoàn 21. À, tư lệnh sư đoàn 21. Còn ông này là tư lệnh xuân sư đoàn 5. Lê Quang Dĩ, chủng tướng Lê Quang Dĩ. Tư lệnh sư đoàn 5, bộ binh. Một năm là ở đâu? Sư đoàn 5 tức là Bình Long, Phước Long, An Lộc và Quýnh là ổng Bình có... Long, Phước Long, An Lộc, trời ơi trận nó dữ lắm. Đại lộ Kinh Hoàng 5072 là ông này đúng không? No, 72 là ở Quảng Trị, sư đoàn ở Quảng Trị. Còn Bình Long, An Long tức là trận cái đoàn quân Cộng sản từ Campuchia nó tiến vào Sài Gòn. Ông gốc người gì vậy? Ông người Bắc. Người Bắc? Ông này gốc người gì? Ông ấy là người miền miền Trung, Nha Trang đó. Lê Quang Trung á, miền Trung sinh Dĩ Nhân không à. Ông này gốc Lê Văn Hưng miền Nam. Miền Nam hả? À, thánh nhân đại tá Hồ Ngọc Cẩn sống ở miền Nam, tức là ông ấy là tỉnh trưởng tỉnh Dương Thiện. Ông Cẩn tỉnh Dương Thiện là chỗ ở cách chỗ này khoảng 15 phút. Bị tụi nó lôi lên nó bắn anh em ra bắn. Còn ông này là ai? Là trung tá cảnh sát quốc gia, khi mà di địa tạng miền Trung về Sài Gòn là ông về ông tự tử trước cái Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa. Ông có trung tá rồi hả? Trung tá thôi nhưng mà anh hùng vậy đó. Ây da trời, vì ông này đại tá sao còn sống? Chúng ta người ta tự tử đại tá trời. Đại tá không đi với mình giờ. Hôm nay thái tử đến đây có duyên gặp mấy vị, xin các chư vị hồn nhiên sông núi gia hộ cho con dân nước Việt đời đời kiếp kiếp được có chánh nghĩa tự do ở trên đất nước Việt. Sau khi có một nước Việt mới, các vị là những người anh hùng của dân tộc sẽ lưu truyền nghìn năm, sinh như tướng, tử như thần là đây, đó là có thật. Sư phụ cũng gặp mấy vị này trong vô vi rồi. Ông 30/4 cũng có về Thiên Long Sơn lúc đó, bắt khuê đó ngồi. Còn ông tới ông nói chuyện với con, nhưng mà ông bận quá, ông nói chuyện với mấy ông trên trời sướng hơn mấy ông này đó. Mấy ông này thì cũng ok, nhưng mà ông cũng tới tham dự hoài à. Mỗi lần mình có lễ là mấy ngày đều tham dự. Một cái bàn riêng cho quý vị đây. Thì gọi là hồn thiên sông núi, khi chết không có hết. Chết sẽ tiếp tục một cuộc sống bên kia, cũng vẫn là binh nghiệp, nhưng mà lo về cho cái quốc gia của họ yêu thích.
thì ở bên cõi Vô Vi á, nó có những đàn binh cũng là phe tà, nó chết nó cũng thành tà, mấy người ác chết cũng thành mấy người người quân lính ác nha. Thì quân lính tốt á cũng bên kia cũng phải chiến đấu với họ tiếp tục, chứ không phải là chết là hết đâu. Đến khi nào thần hồn được thanh lọc nhiều đời nhiều kiếp á, rồi từ cái người tà đó họ ngộ ra, họ thành người chánh, rồi bắt đầu mới được về trời. Chứ ở thế gian này gọi là luân hồi lục đạo mà, trong cái nghiệp quả nó theo cái tư tưởng. Những vị này tư tưởng vẫn còn là chiến đấu cho chánh nghĩa, thì bên kia vẫn tiếp tục chiến đấu cho chánh nghĩa. Còn mấy đứa con hôm nay tu tập quá khổ, ta bà quá khổ, thì thoát cái thế gian này thì các con sẽ thoát khổ. Thoát khổ là đi đâu? Về trời mới thoát khổ. Còn dưới này là không có ai mà không khổ. Bây giờ từ một thằng tỷ phú tới thằng homeless, homeless nó cũng có sướng rồi đó. Sướng rồi nó là nó không có lo biêu bọt. Còn cái người tỷ phú á, khổ là khổ gì? Khổ là không biết tiền của mình làm cái gì cho nó đúng. Cho nên kiểu nào cũng khổ. Hôm nay Thiên Tấn Kiệt đến đây, Ngô Tấn Kiệt đến đây thăm các quý vị và đồng thời dẫn mấy đệ tử xuống Nam Cali làm công việc chút đỉnh. Thì lâu lâu mới có cái duyên ghé đen lần. Mong các vị gia hộ cho tất cả những bác ở nơi này. Gọi là gì ta, Đức Thầy nói câu là khi nước thuận chèo á, nước xuôi cùng một chèo thì ta lại xuất hiện. Thì hôm nay nhiệm vụ sẽ được xuống đây để mà làm cho nước xuôi một chèo. Mong các vị gia hộ tối nay nha, buổi họp hay với Đạo Phật. Rồi, tạm biệt. Năm 1974 trước khi mà Trung Cộng á, trước khi mình phải nói gì để coi câu chuyện nó có đầu có đuôi. Khi mà Mỹ á, nó muốn tách rời cái khối Liên Xô và thế giới, nhưng mà lúc đó Liên bang Xô Viết với Đông Âu tức là Đông Đức và Ba Lan tiệp khác tựa vẫn còn là cộng sản, thì cái thể chế Liên Xô nó rất là lớn, một mình Mỹ với Âu Châu chống chọi không có đánh không có lại. Thì từ đó Mỹ mới dùng cái chiêu bài dùng kinh tế để mà dụ Tàu, để tách rời Tàu khỏi thân với Nga, để cho chế độ Liên Xô sụp đổ. Muốn mà dụ như vậy thì phải cho nó tiền. Thì cứ nghĩ là lúc đầu Mỹ cứ nghĩ là cho nó giàu có, nó uống coca, nó ăn bơ, chocolate của Mỹ rồi thì nó ghiền Mỹ, theo thì nó theo luôn. Nhưng mà không ngờ là nuôi cọp con. Thấy không? Bây giờ cọp nó bự rồi, nó muốn làm đường tơ lụa nó cắn lại Mỹ. Thì thời đó, năm 1979, khi bài Kính Thiên ra đời và bài Hồng Tàn của Đức Đại Thánh Quân ra đời á, Hồng Tàn giữa mùa xuân gì à? Mọi vật đều xanh tươi. Mọi vật đều xanh tươi. Khắp nơi vang mừng chuông ngõ. Đọc đấy. Cha con ôm rước ngõ. Cha con ôm mừng rước ngõ. Hồng vàng Hồng Tàn giữa mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi. Khắp nơi vang rền chuông mò. Cha con ôm mừng rước ngõ. Nam Bắc trở lại xuống về Việt Nam hạnh phúc từ đây. Minh Vương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt. Dừng lại cơ đồ phục hồi trần nghiệp, vần nước bình an bờ cõi giang sang, an cư lạc nghiệp. Và Đức Đại Thánh Nam Quân. Thì cái bài Kính Thiên á là cái bài Kim Chỉ Nam Hồng Thiên Sông Núi nước Việt dùng bài Kính Thiên để mà xây chuyển. Và bài Hồng Tàn của Đức Đại Thánh Quân ra đời thì ngay lúc đó chế độ Liên Xô sụp đổ, là hồng á, quả hồng á nó tà nó héo. Nhưng mà quả hồng có nghĩa nó mà héo á, lâu lắm nó mới rụng đúng không? Đúng rồi. Thì thời đó năm 79 là chế độ Liên Xô sụp đổ. Thì lúc đó bề trên á mới chừa lại bốn nước, để mà giống như nó gãy một lượt thì nguyên cái bụi hồng chết làm sao. Thì phải chừa lại Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, để mà giống như có ngã thì phải thăng bằng cái quả địa cầu ở lại giữa Yin and Yang, trắng and đen, trắng đen, để hai thể chế có một chút xíu. Tới ngày hôm nay á, thì hoa hồng thật sự rụng rồi, tại nó tàn từ thời Liên Xô. Thì khi Mỹ dồn kinh tế vô Trung Cộng thì nó đã hùng cường mười mấy năm nay, rất là mạnh, là nhờ từ đó. Hôm nay đến khi mà cuối cùng của cái thời tận thế này thì lúc đó sẽ không còn cộng sản trên thế giới nữa.
Đó là lý do tại sao mà năm 1974 á, thì khi Mỹ mà nó bỏ rơi Việt Nam để mà nó làm thân với Tàu, và đồng thời mục đích chính chỉ là cho Liên Xô sụp đổ thôi, thì nó phải tốt với Tàu. Thì lúc đó Mao Trạch Đông mới xô quân lấy cái đảo Hoàng Sa của mình, mà giờ Trung Cộng nó đổi là Nam Sa. Mà bây giờ mấy đứa học sinh của Trung Cộng nó đâu có biết trời đất gì đâu, lịch sử đã viết sai cái đó là đảo Hoàng Sa của mình nha. Mà bây giờ trong trường Harvard của Mỹ rồi, những giáo sư thì người ta biết là của ai, nhưng mà mấy đứa Trung Cộng lớn lên nó không có biết. Thì sau này hậu thế con cháu Việt Nam sẽ đổi ngược trở lại là Hoàng Sa của mình. Thì lúc đó những cái chiếc 19 tháng Giêng năm 1974 đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa mãi mãi không quên ơn hộ tống hạm Nhật Tảo hải quân HQ-10 nữa, phải không, là Nguyễn Văn Trà hải quân, Nguyễn Văn Thà hải quân trung tá, Nguyễn Thành Trí hải quân thiếu tá, Huỳnh Duy Thạch hải quân đại úy cơ khí, Vũ Văn Bang, hải quân đại úy, Phạm Văn Đồng, ủa có không có Phạm Văn Đồng nữa, hải quân đại úy, không phải bắt đồng chia nghe, Ngô Chính Thành hải quân đại úy cơ khí, Vũ Đình Quân hải quân trung úy, Nguyễn Hồng Châu hải quân trung úy, Võ Thế Kiệt hải quân trung úy, Phạm Tấn Liên hải quân trung úy, Hoàng Ngọc Lễ thượng sĩ nhất vận chuyển, Phạm Tiến Trung thượng sĩ vô tuyến, Vương Thương thượng sĩ giáp lộ, Trần Văn Đã trung sĩ nhất bí thư, Trần Văn Ba cơ khí, Phạm Ngọc Đa trung sĩ nhất vận chuyển. Ủa, là có cái cây ông thuộc cầm cho nó dễ thôi. Lai Viết Luận trung sĩ nhất điện khí, Võ Văn Nam trung sĩ nhất trọng pháo, Phạm Văn Quý trung sĩ nhất cơ khí, Huỳnh Kim Cang Kim Sang trung sĩ nhất trọng pháo, Ngô Tấn Sơn trung sĩ nhất vận chuyển, Trần Văn Thọ trung sĩ nhất điện tử, 74 Nguyễn Văn Trọng trung sĩ nhất trọng pháo, Nguyễn Văn Tuấn trung sĩ nhất quản kho, Nguyễn Quang Xuân trung sĩ nhất điện tử, Đinh Hoàng Mai trung sĩ nhất cơ khí, Nguyễn Văn Mến trung sĩ trọng pháo, Trần Văn Mông trung sĩ cơ khí, Ngô Sáo trung sĩ vận chuyển, Lương Thanh Thú trung sĩ vận chuyển, Lê Văn Tây thái tử, Lê Văn Tây phía trên, Lê Văn Tây trung sĩ vận chuyển. Tại vì đích thân đó tự đọc tên là mấy người này được thăng siêu thoát. Thái tử siêu thoát tất cả các vị bữa nay nha. Nguyễn Văn Cường hạ sĩ nhất giáp lộ, Trần Hồng Đào hạ sĩ nhất vận chuyển, Trương Hồng Đào Nguyễn Văn Đông hạ sĩ nhất cơ khí, Nguyễn Ngọc Hòa hạ sĩ nhất điện khí, Nguyễn Văn Hoàng hạ sĩ nhất giáp lộ. Giáp lộ là gì vậy? Tức là dẫn đường. Lộ tức là dẫn đường, là bên đường thủy chứ không phải đường bộ. Phan Văn Hùng hạ sĩ nhất trọng pháo, Nguyễn Văn Lợi hạ sĩ nhất trọng pháo, Nguyễn Văn Phương hạ sĩ nhất phòng tay, Nguyễn Văn Thân hạ sĩ nhất trọng pháo, Phan Văn Thép hạ sĩ nhất phòng tay, Trần Văn Thêm ở trên thiếu, Trần Văn Thêm quên ông là ông này không được dẫn cho nên gán đình để quên ông nào nhé, cho ông nào thiếu hết. Hồi nãy sư phụ quên cái ông Lê Văn Dũng nữa. Lê Văn Dũng, sư Lê Anh Dũng, là sư phụ Lê Anh Dũng. Lê Anh Dũng làm gì? Lê Anh Dũng trung sĩ nhất, trung sĩ nhất tham xuất, Huỳnh Công Chứ
Nguyễn Văn Đức, Phạm Văn Lèo, Dương Văn Lợi, Nguyễn Văn Nghĩa, Thi Văn Sinh, Nguyễn Hữu Phương, Lý Phùng Quý, Phạm Văn Thu, Đinh Văn Thục, Giao Tùy Tuấn, Nguyễn Văn Lai, thủy thủ nhất vận chuyển. Còn mấy cái trách nhiệm thì cũng cơ khí vô tiếng. Còn mấy ông này tham thính cũng là tháp tùng, coi như tham mưu chuyên viên. Khu Trục Hạm, Trần Khánh Dư, HQ4, Nguyễn Phúc Xá, Hải Quân Trung Quý, Bùi Quốc Danh, Trung Sĩ Vận Chuyển, Trần Tuần Dương Hạm, Tuần Bình Trọng là Hải Quân HQ5, Nguyễn Văn Đồng, Hải Quân Đại Quý, Nguyễn Phú Hảo, Hải Quân Chủng Quý, Vũ Đình Quang, Thượng Sĩ Trọng Pháo, Trần Dương, Tuần Dương Hạm, Lý Thường Kiệt, HQ14, Hải Quân 16, Trần Văn Xuân, Trung Sĩ Nhất Điện Thí, Nguyễn Văn Duyên, Hạ Sĩ Nhất và Quảng Khoa, Liên đoàn Người Nhái, Lê Văn Đơn, Đinh Hữu Từ, Đỗ Văn Long, Nguyễn Văn Dượng, Nguyễn Văn Tiến, Hải Quân Đại Quý, Trung Sĩ Nhất, Hạ Sĩ Nhất, tất cả những anh hùng của đảo Hoàng Sa hôm nay được siêu thoát. Thái tử có duyên đến đây đọc tên các chi vị, mong các chi vị được siêu thoát. Nếu các chi vị còn thích làm thần thì trở lại Hồng Thiên trong núi nước Việt, hộ cho nước Việt lấy lại đảo Hoàng Sa trong tương lai. Thái tử là người làm nhiệm vụ này, mong các vị theo phù hộ cho Thái tử. Ở trên mấy vị nói là con là người đi thương lượng này, có rồi, có chỉ vô trà đi của ông Long Dương. Trước này đảo là do ông Long Dương cai quản với do bà chị á, thì mấy vị nói sau này do con đi thương lượng thương kiểu nào thì mấy ông này phải hộ. Ok, hôm nay mình có duyên tới đây.